Tôi thấy rất là thương cho cái trẻ con học sinh bây giờ. Nó học rất khổ sở, không có hè, nó không có tuổi thơ, không có vui chơi đâu. Thì tôi thấy là bây giờ có cải cách như thế nào? Và một cái nền giáo dục thì cử tri nói là phải, tức như phải đổi mới căn bản toàn diện cái định hướng, nhưng sau khi đổi mới rồi đó thì nó phải có cái tính ổn định và cái tính thống nhất đồng bộ. Tôi đề nghị là về vấn đề chương trình giáo dục ấy, thì cần phải nghiên cứu giảm tải ngay các cái môn học trong chương trình phổ thông. Những cái môn mang tính chất hàn lâm chúng ta đưa ra khỏi chương trình và khuyến khích học sinh tự học. Không nên đưa vào những cái chuyện đó làm cái gì cả. Và phải làm sao cho các em ấy là có thể học một buổi thôi, buổi còn lại thì ở nhà để giúp gia đình, rồi thì đi chơi, đọc sách, không phải học thêm mà vẫn tiếp thu được cái chương trình cơ bản. Cử tri rất phản đối việc sử dụng sách giáo khoa một lần là rất lãng phí. Ví dụ như năm học 2018-2019 thì nhà xuất bản giáo dục đưa ra thị trường là 100 triệu bản sách giáo khoa, và 100 triệu bản sách này sang năm sẽ hoàn toàn không được sử dụng, có thể là chỉ sử dụng để bán đồng nát. Phụ huynh học sinh hàng năm phải bỏ ra 1.000 tỷ đồng để mua sách giáo khoa, và chỉ có mỗi một mục đích là gì? Là cái quyển sách đó là sử dụng một lần là do có phần bài tập đi kèm, mỗi thế thôi. Sang năm tái bản vẫn như vậy.